một bộ phim khởi nguồn của các siêu anh hùng, khi những con người bình thường đứng lên chiến đấu với một ác nhân có khả năng điều khiển vạn vật bằng ý nghĩ. Áo chính là rõ, vậy họ sẽ chiến đấu như thế nào? Tất cả sẽ có trong Recap Sam, chị Sáu to béo. I am Baymax, your personal healthcare companion. Bộ phim bắt đầu với chuột, à không, bộ phim bắt đầu với San Francisco và một sàn đấu robot ngầm. Những bét thủ ở đây kiếm bộn tiền, thu hút cậu bé Hiro Hamada, người sở hữu một con robot trông trẻ con vãi đái, nhưng vẫn có tiền để tham gia thi đấu. Cậu solo với Minh Béo, và đương nhiên là bị hạ gục một cách nhanh chóng. Nhưng Hiro tên thật là Sena, quyết định gấp đôi đến chết, tăng tiền cược. Đây mới là lúc robot của cậu lên tiếng, khi outplay tên to xác rồi nhanh chóng chém đầu đối thủ. Thì ra là chiêu thả con săn sắt bắt con cá rô. Nhưng có vẻ cả săn sắt và cá rô đều sẽ biến mất khi gã cướp con robot rồi ra lệnh đàn em xử Hiro. Đúng lúc này, Tadashi xuất hiện, mang cậu em trai chạy trốn. Trong khi Hiro lấy lại con robot, đám người xấu chặn đường, buộc Tadashi đòm hóa, bay thẳng vào đồn công an. Vì cá cược là phạm pháp, Z-Cast vội đến bảo lãnh. Và chú Yama ấy, dì xinh vãi đái, ngon nữa. Cả ba trở về nhà, trong khi Tadashi phàn nàn vì cậu em trai, Hiro hối hận nên quyết định đi đấu tiếp. Vì ba mẹ đã mất lâu và cậu đã trở nên bất trị, Tadashi thấy thế, nói sẽ đưa em mình đi, nhưng không phải đi đấu bốt, mà là tới học viện nơi Tadashi đang nghiên cứu. Tại đây, Hiro choáng ngợp với những phát minh, đồng thời gặp các tiền bối gồm Go-Go, Fan Jack, rất giỏi chạy, Wasabi, thân đồng về Plasma, Honey Lemon, giỏi sơn súng và tăng đam. Cuối cùng là Fred, chân thành của team. Họ ở đây vì đều đam mê nghiên cứu khoa học. Vậy Tadashi nghiên cứu gì? Một con robot chữa bệnh với cái tên Baymax, nhân viên chăm sóc sức khỏe của bạn. Hello, I am Baymax, your personal healthcare companion. Hoạt động trên thuật toán của Tadashi, khung xương carbon, chỉ theo chỉ dẫn của người sở hữu. Lúc này giáo sư Callahan xuất hiện, nói rất hứng thú với robot của Hiro và kể rằng sinh viên ở đây là để định hướng tương lai. Chính nhờ câu nói này, cậu bé quyết tâm thi vào trường, khiến kế hoạch của Tadashi thành công rực rỡ. Hiro tu sửa căn hầm, chế tạo ra vô số bọ siêu nhỏ, sau đó mang tới triển lãm của trường, bắt đầu thuyết trình về dự án của mình. Những con bọ siêu nhỏ có thể biến thành mọi thứ, làm mọi việc vì chúng màu đen và điều khiển bằng sóng não, nghĩa là chỉ cần nghĩ được là sẽ thực hiện được. Sự thú vị khiến đám đông hào hứng, vỗ tay không ngớt, thu hút Alastair Cray, kẻ muốn đưa bọ siêu nhỏ của Hiro về Craytech, nhưng Callahan xuất hiện, nói công nghệ cao thì không nên bán. Mà không, nhiều tiền hãng bán. Nên Hiro quyết định từ chối và được nhận vào trường. Cả nhóm phấn khởi ra về, trong khi Tadashi và Hiro nán lại một chút, enjoy cái moment này. Nhưng bất ngờ trường bốc cháy, điều đó có nghĩa là gì? Là vía của Hiro đen vờ lờ đen. Giáo sư Callahan vẫn đang mắc kẹt bên trong, nên Tadashi liều mình lao vào cứu, để rồi một vụ nổ lớn xảy ra, mang đến cái chết của hai người. Sự việc quá đột ngột khiến cả nguồn sống của Hiro bỗng chốc thu bé lại vừa bằng con robot, không còn thiết tha gì đến học nữa. Những người bạn của Tadashi cố gắng an ủi, nhưng cậu lại bị một con robot rơi vào chân. Nghĩa là sao? Là Hiro đền vào Aileen. Cậu đau đớn hét lên. Kích hoạt bài Max, con robot xuất hiện khi nghe người khác kêu ca và rên rỉ. Không muốn ký ức về Tadashi dội về, Hiro cố gắng tắt bài Max đi. Vô tình phát hiện ra một con bọ siêu nhỏ đang hoạt động nên đặt nó vào trong hộp. Baymax cầm lên, hỏi Hiro rằng liệu tìm ra con bọ cần gì thì có giúp cậu vui lên không? Có đấy. Thế là Baymax khù khờ xuất phát, buộc Hiro phải chạy theo ngăn lại. Robot như tham gia giao thông tại Việt Nam, chả có luật lệ gì, khiến Hiro mệt ấy. Nhưng cuối cùng thì cũng tìm được nơi con bọ siêu nhỏ muốn đến. Cả hai xâm nhập vào bên trong, phát hiện ra có người đang sản xuất bọ hàng loạt, nhiều như TikToker. Bất ngờ chúng bắt đầu hoạt động, đuổi theo truy sát cả hai, khiến họ ngã ra ngoài, rồi quyết định đi báo công an. Có người nghịch robot của cậu, đến cục bảo quyền đi chứ. Cảnh sát không tin một thằng nhóc, trong khi Baymax thì hết pin và đang phải cần, buộc cả hai phải chuồn ngay, trở về nhà rồi sạc pin. Khi tỉnh táo lại, con robot hỏi Hiro về Tadashi, khiến cậu lại về mốt Mr. Siro. Baymax lập tức tải dữ liệu liên quan đến việc mất người thân, nhằm tìm ra những phương pháp để làm Hiro vui. Sự ấm áp này khiến cậu bừng tỉnh, suy nghĩ liệu ngọn lửa lúc trước là do cố ý hay là vô tình. Rất có thể Cray đã làm điều đó, nên Hiro quyết định sẽ điều tra lại mọi việc. Cậu bắt đầu cải tiến Baymax bằng cách tải các chiêu thức võ thuật, lắp thêm giáp, đồng thời viết chương trình chiến đấu. Và thế là một Baymax võ sư ra đời. Cả hai bí mật đến chỗ lúc trước, không hề biết có một chiếc xe bí ẩn đang theo sau. Khi Baymax phá cửa khu nhà, thì xung quanh như có ma sát vì nó trống trơn. Cả hai theo con bọ siêu nhỏ đến bến cảng, phát hiện ra gã mặc đồ đen đang vận chuyển một thứ gì đó. Đúng lúc này, họ bị phát hiện bởi nhóm bạn của Tadashi, những người đến vì Baymax đã gọi tới an ủi Hiro. Vị trí nấp bại lộ, cả đám bị gã mặc đồ đen tấn công. May thay, Baymax đã đỡ cả tòa hàng, còn Hiro thì được mọi người kéo chạy đi. Chú robot cũng nhanh chóng bị đánh bại và gã người xấu tấn công tiếp. Nhưng hành hạ trẻ con thì chỉ có Minh Béo, nên gầu gầu điên tiết đổi lái, lao tới với tốc độ Fast and Furious. Tuyệt vời, kết quả là không thoát được mà còn bị lừa hạ thủy. Baymax từ từ nổi lên, cứu sống cả đám.
và Fred quyết định về nhà. Và đây là khoảnh khắc mà tôi nhận ra cái vẻ ngoài vô gia cư của Fred là một cú lừa. Vì trời đất ơi, các ông nhìn đi, nhà Fred giàu vờ lờ, mô hình nhiều như nhà Ấn Độ. Nhưng anyway, Hero bắt đầu vẽ lại biểu tượng đã nhìn thấy từ tên áo đen, một con chim én, nên Cray trở thành đối tượng khả nghi nhất. Nhưng ta đâu biết gì về hắn, nhà máu AB trừ bị chỉ đã táo bón 5 ngày. Thì ra là bé Max đã quét kẻ đó, nên Hero sẽ có cơ hội để tìm ra bằng cách quét toàn thành phố thông qua việc nâng cấp bé Max. Để tóm hắn, cậu cần tất cả mọi người, nên quá trình cải tiến bắt đầu với mục tiêu là lấy cái mặt nạ. Hero dựa vào những điều mọi người giỏi nhất chế tạo ra một công cụ siêu cấp, bé Max cũng được gắn giáp, và thế là một đội hình chiến binh ra đời. Hero điều khiển bé Max bay lên, sẵn sàng trở thành Iron Man 2.0, chuẩn bị hành động. Bé Max lúc này khởi động chế độ quét, tìm ra gã áo đen đang ở trên đảo, nên cả đội cùng nhau bay tới đó. Đây là một căn cứ bỏ hoang, nhưng họ tung chiều tứ tung khi một con chim xuất hiện, bước vào bên trong nơi cảm biến của bé Max bị cấu trúc làm nhiễu. Họ phát hiện ra một nơi hoang tàn có biểu tượng của chim én và một màn hình lớn đỏ như bảng điện của tôi ghi lại những hình ảnh khi xưa, rằng nơi đây từng là cổng dịch chuyển và công nghệ xuyên không không còn là điều bất khả thi. Nhưng khi vận chuyển người, cổng dịch chuyển bất ngờ gặp sự cố, buộc phải hủy lệnh biến thí nghiệm của Cray thành tội ác. Điều này có nghĩa là hắn đang trộm bọn siêu nhỏ để xây lại cổng dịch chuyển. Đúng lúc này, cả nhóm bị đánh lén bởi tên áo đen độc ác, nhưng họ không sao vì bé Max đã đỡ được. Cả nhóm hợp sức tấn công lấy cái mặt nạ, Go liên tục di chuyển trong khi Honey Lemon tạo cầu rồi quét tan kẻ yếu. Không, nghiện game quá. Nhưng hai người lại bóp dắt nhau nên thất bại thảm hại. Khổ. Trong khi bé Max bay tới giúp Hero đè lên tên áo đen, đám bọ robot không còn người điều khiển thì đổ sập, trong khi Hero vội tóm lấy cái mặt nạ. Và bất ngờ, gã áo đen chính là Callahan, khiến mọi người ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. Thì ra bọ siêu nhỏ đã cứu ông, nhưng Kha lại để mặc Tadashi chết. Điều này khiến Hero điên lên, ra lệnh cho bay Max tiêu diệt, rồi rút chương trình an toàn của Tadashi ra. Một bay Max sát thủ ra đời, lập tức tấn công Callahan. Các thành viên khác cố ngăn lại, trong khi lão giả vờ nhặt cái mặt nạ rồi tẩu thoát. Bỗng bay Max dừng lại vì Honey Lemon sờ ti và trả lại chip an toàn. Hero tức giận vì các anh làm lỡ việc của mình, bởi đó không phải mục đích của cả nhóm. Cậu cây cú rời đi, trở về nhà định sửa bay Max để tìm diệt Callahan. Nhưng mục đích tồn tại của bay Max là để chữa thương và trở thành con tướng lỗi vãi đái của Bang Bang, nên đã từ chối tháo chip an toàn. Cậu bật lên đoạn băng thử nghiệm của Tadashi, rằng anh từng thất bại cay đắng ngọt bùi chỉ để tạo ra một con robot giúp đỡ được người khác, hiểu ra bản chất của vấn đề. Hero xin lỗi bay Max. Đúng lúc này, các anh chị cũng trở về, ôm chặt lấy cậu. Lemon thì mang cái USB có đoạn băng ở trên đảo, xác nhận rằng Callahan đã ngăn cuộc thử nghiệm vì cô gái phi hành đoàn là con gái của ông á. Đây hẳn là cuộc trả thù dành cho Cray, nên cả nhóm lập tức hành động với điểm đến là Craytek. Khi Kha tấn công và bắt gã CEO, ông định xây lại cổng dịch chuyển để phá hết những gì Cray gây dựng bằng cách hút mọi thứ vào không gian. Lúc này nhóm Hero tới nơi, cố thuyết phục Kha dừng lại, nhưng gã say đéo rồi tấn công, đập mạnh bay Max xuống đất. Các thành viên khác cũng dần rơi vào thế khó, trong khi Hero bị hút ngược vào cổng dịch chuyển. Bất ngờ, cậu nghĩ ra cách hạ Callahan là các thành viên hãy tự cứu mình. Kế hoạch hay lắm. Họ đều thành công thoát khỏi thế khó, còn bay Max thì lao đến chỗ Hero, rồi cả nhóm tụ lại với mục tiêu không phải cái mặt nạ mà là dẹp hết lũ bọ siêu nhỏ đi. Chúng dần bị phá rồi bị hút vào cổng dịch chuyển, đẩy Kha vào thế không còn đồ chơi. Thế là gã bị đánh bại. Hero lấy cái mặt nạ khiến cổng dịch chuyển bị vỡ. Bất ngờ, nó không đóng lại, buộc mọi người phải rời đi ngay. Bất ngờ, bay Max vẫn đứng như quả trứng, nói trong cổng có người còn sống, chắc chắn là con gái Callahan. Hero quyết tâm bay vào cứu, nhưng những mảnh vỡ bay tứ tung trong môi trường không trọng lực khiến cả hai quằn quại mãi mới tìm thấy cô gái trong một chiếc tàu. Bay Max dùng động cơ đẩy đưa chiếc phi thuyền về, nhưng bất ngờ một tảng đá bay tới, cậu đưa thân mình đỡ hộ Hero rồi vỡ hết giáp. Cổng thì sắp sập nên Bay Max quyết định hy sinh để cứu chủ nhân, vì cứu người là mối quan tâm duy nhất của cậu. Khoảnh khắc này thực sự cảm động, nhưng bữa tiệc nào rồi cũng đến hồi kết, nên Hero bám chắc vào tàu, còn Bay Max thì dùng động cơ ở bàn tay để đẩy cậu bay ra ngoài, còn mình thì rơi vào khoảng không vũ trụ. Cánh cổng nổ tung, còn Hero thì sống sót. Dù Bay Max đã mãi ra đi, con gái Callahan vẫn sống một cách thần kỳ, khiến gã vui mừng khôn xiết. Còn các thành viên của nhóm trở lại với cuộc sống thường ngày. Hero đi học cùng các anh chị và giữ cánh tay của Bay Max làm kỷ niệm. Bất ngờ, con chip của Tadashi đã được Max giữ lại. I am Baymax, your personal healthcare companion. Nên Hero thành công hồi sinh cậu. Kết phim, cả nhóm trở thành siêu anh hùng, chuẩn bị cho màn combat với Avengers. Trong after credit, Fred đang buồn bã nhớ cha, vô tình chạm vào một bức tranh, mở ra một căn phòng kỳ lạ. Cụ Stanley xuất hiện, khoe xịp với con trai. Hết phim. Và đó là kết thúc của Big Hero 6. Phim này hay vừa lờ, nên tôi rất hy vọng sẽ có phần 2. Còn bây giờ, tôi là Le Le. Xin chào và hẹn gặp lại.